bởi vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Thầy ơi, thầy lỗi thầy tôi. Linh, sao anh gọi em không trả lời? Dạo này em có chuyện gì giấu anh phải không? Bé Bảo bệnh, anh Danh nhắn em về thăm. Có gì đâu mà nói. Nhưng mà tụi mình dừng lại đi, chứ tụi mình có lỗi với gia đình quá. Em nói cái gì vậy hả? Bé Bảo bệnh thì em về thăm bé Bảo thôi. Tại sao lại chia tay? Chúng ta yêu nhau thì làm sao phải chia tay hả? Anh sẽ về nói với vợ anh ly hôn, với lại mẹ của anh. Sắp sang tên tài sản với nhà cửa cho anh hết rồi. Chúng ta sẽ có một tổ ấm hạnh phúc, em có biết không? Tuy Linh và Trường đều đã có gia đình, nhưng từ khi cả hai gặp nhau tại nơi làm việc, đã có tình cảm với nhau và cả hai quyết định thuê phòng trọ sống chung với nhau như vợ chồng. Mối quan hệ này cứ thế kéo dài một thời gian, cho đến khi Linh nhận ra chính gia đình mới là nơi hạnh phúc để quay về. Nhưng liệu Trường có chấp nhận? Bảo! À, mẹ về! Lại đây với mẹ. Trời ơi, mẹ nhớ Bảo quá trời. Nhớ mẹ. Ừ. Mẹ, mẹ có mua thêm sách cho con không? Mấy cuốn sách hồi bữa con đọc hết rồi. Trời, bé Bảo của mẹ giỏi dữ vậy hả? Mẹ có đặt rồi, chắc là ngày mai người ta sẽ giao tới. Mà bé Bảo của mẹ còn sốt không? Dạ không. Ba chở đi bác sĩ cho con uống thuốc hết rồi. Bảo làm cho mẹ lo quá. Bảo có nhớ mẹ nhiều không nè? Dạ có. Ủa dạ, anh tưởng cuối tuần em mới về chứ. Tại em ráng thu xếp công việc để về sớm với con. Ừ. Bảo, đi ra sau rửa tay chuẩn bị ăn cơm con. Dạ. Nhanh lên. Để anh xách đồ em vô cho. Mẹ em có khỏe không vậy? Sao thấy sắc mặt mệt mỏi quá vậy? Em không sao đâu, anh đừng có lo. Tại em lo cho bé Bảo quá nên tranh thủ công việc để về sớm với con. Bé Bảo á, em không có sao hết à. Anh mua thuốc uống xong á, hạ sốt luôn. Thôi, bây giờ tắm rửa đi ra ăn cơm. Có gì tối hay cho mình nói chuyện sao? Dạ. Một người chồng hết mực yêu thương và một đứa con ngoan, nhưng chỉ vì một phút say nắng giữa đường, Linh khiến cho bản thân rơi vào một tình yêu tội lỗi. Đến khi muốn quay đầu thì không đơn giản như Linh nghĩ. Anh nói gì? Linh đồ, Linh thiệt chưa? Tôi muốn ly hôn, con sẽ ở với con.
hàng tháng tôi sẽ gửi tiền cho đứa con. Anh nói gì? Ly hôn? Tại sao phải ly hôn? Tôi hết thương cô rồi, sống với nhau chẳng có gì vui cả. Tôi có người khác rồi. Thì ra anh bỏ em là vì đến với cô ta hả? Đúng. Cô ta đã biết anh có vợ con chưa? Nếu như vậy thì sao? Lần này tôi trở về nói cho con biết trước, con chuẩn bị sớm đó. Thương em, anh phải thương con. Anh nở lúc nào để con không tra cho anh. Cô đừng có lẹm bẹm với được không? Ba, ba ba lại tẩy mẹ của con. Ba đúng là một người ác mà. Khi nào tôi rảnh, tôi sẽ về thăm con. Chỉ vì một tình yêu không nên có, Trường sẵn sàng vứt bỏ người vợ đồng cam cộng khổ suốt bao năm cùng đứa con thơ vô tội. Trường không biết rằng suy nghĩ ích kỷ và quyết định sai lầm của mình sẽ đưa hai gia đình rơi vào bi kịch không lối thoát. Em đã quyết định quay lại với thằng chồng bất lực đó sao? Anh nghe tôi nói nè, thời gian qua tụi mình đã làm quá nhiều việc sai trái rồi. Trước khi mọi việc đi quá xa, tụi mình nên dừng lại đi. Cái gì? Bây giờ em nói dừng lại? Dừng lại dừng thế nào? Tôi đã về nói vợ là ly hôn rồi. Bây giờ em bảo tôi dừng lại. Phải. Bởi vì tôi không muốn tiếp tục mù quáng để sau này phải hối hận. Nếu cô mà dám bỏ tôi thì giết thằng chồng bất lực của cô đó. Anh bị điên hả? Anh đừng có mù quáng như vậy có được không? Anh bị giết ảnh á, rồi liệu anh có sống yên không hả? Không biết. Nếu cô không bỏ tôi thì chuyện nó không xảy ra. Gì Linh? Em không có chuyện gì á. Mà hai cha con đi đâu vậy? Chở anh Bảo đi học thêm. Anh nói với em là bữa nay anh Bảo có lịch đi học rồi mà. Em quên rồi sao? Có chuyện gì vậy? Em không có chuyện gì á. Thôi hai cha con đi đi. Ba nhanh đi, ba trễ giờ con rồi. Ừ, lên đi con trai. Hai cha con đi cẩn thận nha. Chút nữa về em nói chuyện. Ừ, thôi, gọi cơm nước gì đi, tí về nói chuyện sau. Trước đây, vì xa nhà, vì thiếu tình cảm nên Linh và Trường nhanh chóng lao vào nhau. Cho đến khi Linh nhận ra tình yêu này khó được chấp nhận, muốn rút lui thì đã quá muộn. Trường bộc lộ tính tình ích kỷ và côn đồ khiến cho Linh sợ hãi và càng muốn thoát khỏi mối quan hệ này để không ảnh hưởng đến gia đình. Thằng này thì quá đáng luôn. Vợ con như vậy á mà đòi bỏ. Con suốt ngày con ở nhà không à, lo cho chồng, cho con. Con có làm nên tội đâu mẹ. Mà nỡ lòng nào anh bỏ con. Nó thật là quá đáng. Mẹ không có tha thứ cho nó được đâu. Tội nghiệp với thằng Hòa.
Không lẽ nó mới về tuổi mà mang tiếng không cha? Thôi được rồi, nó nghĩ là mẹ sẽ để lại của cải cho nó. Nó định lấy của mẹ để đi nuôi người khác. Không có chuyện đó đâu. Em vô đón con đi. Bữa nay mà thấy em là nó mừng dữ lắm luôn á. Vậy để em vô đón con cho. Ừ, để anh chạy qua quán á, mua 2 ly trà sữa cho hai mẹ con nha. Anh cẩn thận chút nha. Sao giờ này em lạ vậy Linh? Cứ hay dặn anh cẩn thận là sao? Đâu có gì đâu anh. Thì em chỉ nhắc á, là anh cẩn thận xíu thôi. Ừ, anh biết rồi. Lần này tao cảnh cáo, lần sau con mày đập một thằng. Anh là ai? Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là mày không lo được cho Linh thì để tao lo. Mày đừng cảm ơn tao mới đúng. Mày mau chóng chia tay với Linh, để Linh về với tao. Còn không, đừng trách tao không báo trước. Những lời hăm dọa của Trường và những biểu hiện của Linh trước đó khiến cho Danh dần hiểu rõ mối quan hệ ngoài hôn nhân của vợ mình. Danh chua xót hơn khi không muốn con mình biết chuyện và gặp nguy hiểm nên đã tế nhị cùng Linh nói chuyện tìm hiểu sự việc. Tất cả là lỗi của em. Em xin lỗi anh. Bây giờ anh không muốn làm cái gì em cũng chịu hết. Em có nói anh ta là dừng lại và nói anh ta đừng gặp em nữa. Thật sự là em cũng muốn thú nhận với anh từ lâu, nhưng mà em không biết bắt đầu từ đâu hết. Bữa nay em cũng mới xin nghỉ việc. Anh cũng có lỗi, đó là anh không cho em được hạnh phúc. Anh đừng có nói vậy mà, cái này là lỗi do em. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Anh ráng vài bữa nữa nha, em sẽ hẹn anh ta ra nói chuyện dứt khoát một lần cuối. Anh sẽ đi với em. Thôi, để em đi một mình được rồi. Lỡ như anh ta gặp anh rồi làm chuyện không hay nữa. Em đã vậy nhưng mà em phải cẩn thận. Thằng này nó điên lắm rồi. Vốn dĩ muốn hỏi tội Linh, nhưng đối diện với sự ăn năn, hối lỗi và quyết tâm quay đầu của vợ, Danh không nỡ trách móc cô, nhất là khi nghĩ đến con. Thế nhưng liệu rằng sự thiện lương bao dung của Danh có giúp cho Linh thoát khỏi mối quan hệ với Trường một cách thuận lợi chăng? Đó cũng là lời nhắc nhở đối với những người có ý định quan hệ ngoài hôn nhân. Ủa?
Sao mày biết con ở đây? Tại sao nhà cửa đàng hoàng con không ở, mà con đi mướn cái phòng trọ tồi tàn như vậy hả con? Mày cứ kệ con đi. Rồi mẹ không lên đây con định không về luôn hả? Mẹ đã biết cái chuyện của con rồi. Con mê con nhỏ đó. Con ơi, nó còn có gia đình của nó. Sao con dại dột quá vậy? Mẹ ơi, chuyện của con mày đừng có quan tâm được không? Mẹ đi về đi. Con ơi, con về với mẹ đi con. Con nhỏ đó, nó bỏ chồng nó được thì sớm muộn gì nó cũng bỏ con được. Mày nghe con nói nè, Linh không phải như vậy đâu. Con biết Linh rồi, lần này con sẽ cưới Linh. Sao con mù quáng quá vậy hả? Không có ai yêu thương con bằng vợ con của con. Đi về với mẹ. Chuyện của con mẹ đừng có quan tâm nữa. Bây giờ mẹ đi về nghỉ đi. Mẹ đi về nhà nghỉ giùm con đi. Bây giờ con quyết định như vậy đúng không? Tất cả toàn bộ tài sản đất đai mẹ hứa mẹ sang tên cho con, bây giờ mẹ không sang nữa. Mẹ, mẹ làm như vậy là sao? Nếu mẹ làm như vậy con chết cho mẹ xem. Con đừng có hù dọa mẹ. Nung nấu ý định dùng tài sản của mẹ mình cho để xây dựng hạnh phúc cùng Linh. Nhưng vì bà Lành vốn thương con dâu và cháu nội nên bà không sang tên đất đai nhà cửa cho Trường, khiến cho anh ta cay cú. Nhưng Trường vẫn dứt khoát không buông tha mối tình mà ai cũng phản đối này. Tụi mình dừng lại đi. Bà đã nói rồi, không thể chia tay. Tại sao em không chịu hiểu hả? Bây giờ em muốn anh làm gì mới chịu quay về với anh hả? Anh không cần phải làm gì hết. Chẳng qua là chúng ta đã có gia đình. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có lỗi với gia đình, với con cái của mình lắm. Tình yêu thì có lỗi gì chứ? Hay là anh không còn yêu tôi nữa? Nên vì lý do. Anh đừng có cố chấp. Anh thử nghĩ đến vợ con anh và gia đình của tôi xem. Bọn họ không có lỗi, nhưng mà chúng ta thì có. Tôi không muốn lúc nào cũng phải sống trong sự lo lắng, sợ mọi người phát hiện những việc làm sai trái của mình nữa. Dù anh có nói gì đi nữa tôi cũng không chia tay. Em đừng nhắc đến chuyện này thì giết được chồng của em đó. Anh đừng có ngang tàng như vậy được không? Hôm nay tôi hẹn anh ra đây là muốn nói lời dứt điểm với anh. Từ nay về sau anh đừng có tìm tôi nữa. Em tưởng tôi là gì hả? Tôi nhắc lại một lần cuối, em mà dám bỏ tôi, giết được em đó, đó là tôi làm. Anh trả lại cho tôi. Thank you.
ơi, cái thằng này, mày làm gì Linh vậy? Linh ơi, Linh, đau Linh. Nhưng Tường chỉ còn mình dứt khoát không yêu, không gặp nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng Linh đâu ngờ chính những lời nói thách thức của mình đã khiến một người vốn ích kỷ như Trường mất kiểm soát, và hậu quả mà chính Linh không ngờ tới đó là kết thúc sinh mạng của mình, để lại bao đau thương cho gia đình. Chính mày đâu? Mày không được chết. Xấu đi là tội. Mày không được chết. Sau khi tự tử không thành thì Trương đã chạy trốn nhiều nơi, nhưng bị lực lượng cảnh sát bắt giữ anh ta sau khi nhận được đơn tố cáo từ chồng của nạn nhân. Chỉ vì tình yêu đối với Linh, Trường không chấp nhận việc Linh đề nghị chia tay, nên có những suy nghĩ sai lệch, một phút mất kiểm soát, để rồi mù quáng, xuống tay tàn bạo đối với người đã từng chung sống với mình như vợ chồng. Chính những nhát dao mang rợ của Trường đã cướp đi mạng sống của Linh và cũng khiến cho cả hai gia đình tan nát. Những đứa trẻ từ nay thiếu đi tình thương của cha, của mẹ. Với hành vi dã man này, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội nhận định Trường có tính chất côn đồ, gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại, nên tuyên phạt bị cáo án tử hình về tội giết người. Xin lỗi anh nhiều lắm. Anh ráng vài bữa nữa nha. Em sẽ hẹn anh ta ra nói chuyện dứt khoát một lần cuối. Anh sẽ đi với em. Thôi, để em đi một mình được rồi. Lỡ như anh ta gặp anh. Đối diện với một người chồng nhân hậu, có tấm lòng vị tha, thì Linh thật sự rất may mắn. Nhưng giả như Linh đồng ý nghe lời danh để anh đi cùng gặp Trường, thì có thể Linh sẽ không phải đối diện với hành vi ghen tuông ích kỷ và những nhát dao tàn nhẫn cướp đi mạng sống của Linh như vậy. Anh đừng có nói vậy mà. Tất cả là lỗi của em. Anh ráng vài bữa nữa nha. Em sẽ hẹn anh ta ra nói chuyện dứt khoát một lần cuối. Nếu như anh ta còn quay lại, em sẽ báo công an. Không được. Cái loại người này em không nên đi một mình. Chúng ta sẽ cùng đi. Nếu có chuyện gì chúng ta sẽ báo công an, nhờ chính quyền can thiệp. Con mù quáng quá vậy hả? Không có ai yêu thương con bằng vợ con của con. Đi đi về với mẹ. Chuyện của con mẹ đừng có quan tâm nữa. Bây giờ mẹ đi về nghỉ đi. Giả đi như chưa kịp đấy. Nhận ra sự ích kỷ của mình. Giả như khi mẹ tìm đến quyết định, anh vậy, biết không? Mình đã sai và cũng tất về với gia đình nhỏ, có vợ hiền con ngoan, có người mẹ hết lòng lo lắng cho anh, thì tang thương đâu xảy ra. Đau đớn đâu phủ trùm lên căn nhà đã từng có tiếng cười vang vọng khắp nơi của con trẻ. Mẹ nó đúng đó anh. Mình từng là một gia đình hạnh phúc mà. Anh hãy về với em, chăm sóc con đi anh. Thôi được rồi, con sẽ về với mẹ, về với gia đình. Là do con ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình thôi. Hôm nay tôi hẹn anh ra đây là muốn nói lời dứt điểm với anh. Từ nay về sau anh đừng có tìm tôi nữa. Em coi tôi là gì hả? Tôi nhắc lại một lần cuối, em mà dám bỏ tôi, giết người cần em đó, tôi nói là tôi làm.
bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết một vấn đề thật sự rất cần thiết, nhất là trong tình cảm. Nếu như Linh hiểu trường, biết anh ta nóng tính mà khôn khéo lựa lời khuyên giải, tránh kích động chạm vào cái tôi, lòng tự ái của một người đàn ông mà khơi gợi trách nhiệm với gia đình, với con cái, thì có lẽ mối quan hệ của hai người có thể kết thúc tốt đẹp hơn. Chứ không như bây giờ, cả hai phải kết thúc cuộc sống của mình, để lại bao nỗi tiếc và đau khổ cho người thân. Con cái của mình sẽ ra sao? Rồi cha mẹ phải sống trong lời dị nghị của hàng xóm. Nếu mà anh thương em á, anh nghe lời em có được không? Chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn bè, là tri kỷ của nhau mà. Nếu trong cuộc sống này anh có gì buồn vui thì cứ chia sẻ với em.